Arema FC và Bali United sẽ cùng sử dụng sân vận động Captain Iwai Andipta làm sân nhà ở mùa giải này. Sân vận động đa năng nằm ở Janya, Bali, được xây dựng vào năm 2003. Sau đó được cải tạo vào các năm 2017 và 2022. Khán đài sân vận động Captain Iwai Andipta hiện tại đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Sân vận động Sultan Agung sẽ là sân nhà của câu lạc bộ Barito Putera trong nửa đầu của mùa giải. Sân vận động đa năng nằm ở huyện Bantul của đặc khu Yogyakarta. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2004 đến 2007. Năm 2008 sân vận động đã được cải tạo. Sức chứa của sân vận động Sultan Agung khoảng 20.000 chỗ ngồi. Sân vận động Derman Lehman đang được cải tạo. Barito Putera sẽ trở lại đây sau khi sân bóng này hoàn thành cải tạo. Nằm ở Banjarbaru, tỉnh Nam Kalimantan, sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2013. Chi phí xây dựng sân vận động là 90 tỷ rupiah. Sức chứa của Derman Lehman trước khi cải tạo là 15.000 khán giả. Dự án cải tạo sân vận động Derman Lehman bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 với chi phí 108 tỷ rupiah. Trong nửa đầu mùa giải, sân nhà của Borneo Samarinda sẽ là sân vận động Batakan. Nằm ở thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2017. Chi phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Khán đài Batakan đã được lắp đặt ghế ngồi đầy đủ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Batakan này là 40.000 chỗ ngồi. Sân nhà chính thức của Borneo Samarinda là sân vận động Segiri đang được cải tạo. Nằm ở trung tâm thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1972. Sức chứa của sân vận động Segiri trước khi cải tạo là 18.000 khán giả. Dự án cải tạo sân vận động Segiri hiện nay bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2024 với chi phí 74 tỷ rupiah. Persita Tangerang và Doha United sẽ sử dụng chung sân nhà ở mùa giải này. Trong nửa đầu mùa giải, sân nhà của Persita Tangerang và Doha United sẽ là sân vận động Pakansari. Nằm ở Bogor, tỉnh Tây Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2014. Với chi phí xây dựng 803 tỷ rupiah Indonesia. Từ năm 2023 đến 2024 sân vận động đã được cải tạo. Sức chứa của sân vận động Pakansari là 30.000 chỗ ngồi. Indomie Arena là sân vận động nằm ở nhiếp chính Tangerang, tỉnh Banten. Nó được xây dựng từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 9 năm 2018. Chi phí xây dựng sân vận động là 100 tỷ rupiah Indonesia. Sức chứa của Indomie Arena trước khi cải tạo là 15.000 khán giả. Dự án cải tạo Indomie Arena hiện tại bắt đầu từ tháng 5 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 với chi phí 53 tỷ rupiah. Persita Tangerang và Doha United sẽ trở lại Indomie Arena sau khi sân vận động này hoàn thành cải tạo. Sân nhà của Madura United là Gelora Bangkalan, nằm ở Bangkalan, tỉnh Đông Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012. Gelora Bangkalan có thiết kế hai khán đài. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 10.000 khán giả. Sân nhà của Persik Kediri là sân vận động Brawijaya, nằm ở thành phố Kediri, tỉnh Đông Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1983. Sức chứa hiện tại của sân vận động Brawijaya là 10.000 khán giả. Malek United là một trong ba tân binh của mùa giải này. Ở nửa đầu mùa giải, câu lạc bộ này sẽ sử dụng chung sân vận động Brawijaya làm sân nhà cùng với Persik Kediri.
sân nhà chính thức của Maluz United là Gelora Kieraha đang được cải tạo. Nằm ở thành phố Ternate, tỉnh Bắc Maluku, sân vận động này được xây dựng từ năm 1975. Dự án cải tạo sân vận động Gelora Kieraha hiện nay được bắt đầu vào tháng 3 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Với chi phí hơn 11 tỷ rupia, sau khi cải tạo sức chứa dự kiến của sân vận động này là 8.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Persebaya Surabaya là Gelora Bung Tomo, nằm ở thành phố Surabaya của tỉnh Đông Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2008 đến 2010 với chi phí 500 tỷ rupia. Từ năm 2019 đến 2020, nó được cải tạo với chi phí 100 tỷ rupia. Sức chứa hiện tại của Gelora Bung Tomo là 46.806 chỗ ngồi. Đương kim vô địch Persib Bandung sẽ sử dụng đồng thời hai sân vận động làm sân nhà ở mùa giải này. Nằm ở Bandung Regency, tỉnh Tây Java, sân vận động Sijalak Harupat được xây dựng từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 4 năm 2005. Chi phí xây dựng sân vận động này vào khoảng 67,5 tỷ rupia. Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023, sân vận động Sijalak Harupat được cải tạo với chi phí 155,17 tỷ rupia. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 27.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persib Bandung là Gelora Bandung Lautan Api, nằm ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2013 với chi phí xây dựng 545 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động này là 38.000 khán giả. Hiện tại, Gelora Bandung Lautan Api đang trong giai đoạn cải tạo bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Persija Jakarta sẽ sử dụng đồng thời hai sân vận động lớn nhất Indonesia làm sân nhà ở mùa giải này. Nằm tại Tanjung Priok, Jakarta, sân vận động quốc tế Jakarta được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2019 và chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với chi phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái che có thể thu vào lớn nhất ở châu Á hiện nay. Sức chứa của sân vận động quốc tế Jakarta là 82.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persija Jakarta là Gelora Bung Karno, nằm ở Trung Jakarta. Sân vận động chính Gelora Bung Karno được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 1960 và hoàn thành vào tháng 7 năm 1962. Từ năm 2016 đến 2018, sân vận động này được cải tạo với chi phí gần 770 tỷ rupia. Sức chứa của Gelora Bung Karno là 77.193 chỗ ngồi. Hiện tại sân bóng khổng lồ này đang trong quá trình cải tạo thay thế mặt cỏ, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sân vận động Manahan là sân nhà của câu lạc bộ Persis Solo, nằm ở Surakarta, tỉnh Trung Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1989 và khánh thành vào tháng 2 năm 1998. Từ năm 2019 đến 2020, sân vận động Manahan được cải tạo toàn diện với chi phí 300 tỷ rupia. Sức chứa hiện tại của sân vận động Manahan là 20.000 chỗ ngồi. Do ở Biak không có sân vận động đạt chuẩn, nên tân binh PSBS Biak sẽ sử dụng hai sân vận động ở Papua làm sân nhà. Nằm ở Jayapura, tỉnh Papua, sân vận động Mandala được xây dựng vào năm 1950. Sau đó sân vận động đã trải qua 3 lần cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Mandala là 15.000 khán giả. Sân nhà thứ hai của PSBS Biak là sân vận động Lukas NMB, tọa lạc tại Jayapura, tỉnh Papua. Sân vận động Lukas NMB được xây dựng từ tháng 12 năm 2016 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Chi phí xây dựng sân vận động là 1,3 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Lukas NMB là 40.263 chỗ ngồi.
sân vận động Moxibroto là sân nhà của PSIS Semarang trong nửa đầu của mùa giải. Nằm ở Magelang, tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này được bắt đầu xây dựng vào năm 2008 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2015. Sức chứa của sân vận động Moxibroto là 18.000 khán giả. Sân nhà chính thức của PSIS Semarang là Jatadiri đang được cải tạo. Nằm ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, sân vận động được xây dựng năm 1991. Từ năm 2016 đến 2020, sân vận động này được cải tạo với kinh phí 1,1 nghìn tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Jatadiri là 18.000 chỗ ngồi. Dự án cải tạo sân vận động này bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Trong nửa đầu mùa giải này, PSM Makassar sẽ cùng sử dụng sân vận động Batakan làm sân nhà với Borneo Samarinda. Sân nhà chính thức của PSM Makassar là Gelora BJ Habibie đang được cải tạo. Nằm tại thành phố Paripe, tỉnh Nam Sulawesi, sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào năm 1999 và hoàn thành vào năm 2001. Từ năm 2014 đến 2015, sân vận động được cải tạo với kinh phí 5 tỷ rupiah. Sức chứa của Gelora BJ Habibie trước khi cải tạo là 8.000 khán giả. Dự án cải tạo sân vận động này bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 với chi phí 116 tỷ rupiah. Trong nửa đầu mùa giải này, PSS Sherman sẽ cùng sử dụng sân vận động Manahan làm sân nhà với Persis Solo. Sân nhà chính thức của PSS Sherman là sân vận động Mabu Hazo đang được cải tạo. Nằm tại nhiếp chính Sleman của đặc khu Yogyakarta, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007. Chi phí xây dựng là 100 tỷ rupiah Indonesia. Dự án cải tạo sân vận động Mabu Hazo bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Với chi phí 124 tỷ rupiah, sau cải tạo sức chứa của sân vận động này là 20.594 chỗ ngồi. Tân binh Semen Padang sẽ thi đấu 3 trận đầu tiên trên sân nhà tại sân vận động PTIK. Nằm tại thành phố Nam Jakarta, sân vận động PTIK có sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Sân nhà chính thức của Semen Padang là sân vận động Gelora Haji Agus Salim. Nằm tại Padang, tỉnh Tây Sumatra, sân vận động này được xây dựng từ năm 1983 đến 1985. Sân vận động sau đó được cải tạo từ năm 2010 đến 2012. Sức chứa của sân vận động này khoảng 11.000 khán giả. Hiện tại sân vận động Gelora Haji Agus Salim đang trong quá trình cải tạo thay mới mặt cỏ. Sân vận động Seridari là sân nhà của tân binh Adiaksa Famo, đội bóng mùa trước mang tên Adiaksa FC. Nằm ở thành phố Surakarta của tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này là một trong những sân bóng lâu đời nhất Indonesia. Được xây dựng từ năm 1932 đến 1933, sức chứa của sân vận động Seridari khoảng 5.000 khán giả. Sân nhà của Bekasi City là sân vận động Singip Bangsa. Nằm ở Karawang, tỉnh Tây Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1951, sau đó cải tạo toàn diện vào năm 1998. Sức chứa của sân vận động Singip Bangsa khoảng 15.000 khán giả. Sân vận động Chisanja sẽ là sân nhà của hai câu lạc bộ Bayangkara Brizisi và Perseka. Nằm ở Tegan, tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào những năm 1980. Sau đó được cải tạo vào năm 2016 và 2020. Sức chứa của sân vận động Chisanja khoảng 5.000 khán giả.
Sân vận động Kera Sekti là sân nhà của Tân binh Dejan FC. Nằm ở Nam Tanjerang của tỉnh Banten, tổ hợp sân bóng cỏ nhân tạo này đang được cải tạo, bao gồm xây dựng khán đài và các khu vực hỗ trợ khác. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Geora Delta là sân nhà chính thức của Delchat FC, hiện tại sân vận động này đang được cải tạo. Nằm ở Sidozo của tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2000. Dự án cải tạo sân vận động Geora Delta bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động này là 19.000 chỗ ngồi. Delchat FC sẽ sử dụng sân vận động Geora Soprijadi làm sân nhà trong thời gian sân vận động Geora Delta cải tạo. Nằm ở Blitar, tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được cải tạo vào năm 2007. Sức chứa của sân vận động Geora Soprijadi khoảng 6.000 khán giả. Geora Joko Samudro là sân nhà chính thức của Gresik United, hiện tại sân vận động này đang được cải tạo. Nằm ở Gresik của tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2017. Dự án cải tạo sân vận động Geora Joko Samudro bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 với chi phí 108 tỷ rupia. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động này là 22.000 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Geora Joko Samudro cải tạo, Gresik United sẽ sử dụng sân vận động Geora Bangkalan làm sân nhà. Nằm ở Bangkalan, tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012. Sức chứa hiện tại của sân vận động Geora Bangkalan là 10.000 khán giả. Sân vận động Kebokiro là sân nhà của Nusantara United. Nằm ở Boyolali, tỉnh Trung Java, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2019 với chi phí 22 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Kebokiro khoảng 12.000 khán giả. Sân vận động Surajaya là sân nhà chính thức của câu lạc bộ Persela. Tuy nhiên hiện tại, sân vận động này đang được xây dựng lại hoàn toàn. Nằm ở Lamongan, tỉnh Đông Java, sân vận động Surajaya mới được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2025. Với chi phí xây dựng 292 tỷ rupia, sức chứa của sân vận động này sau khi hoàn thành là 12.097 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Surajaya được xây dựng lại hoàn toàn, Persela FC sẽ dùng sân vận động Bumiwali làm sân nhà. Nằm trong Tuban Sports Center ở Tuban, tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2018 đến 2019. Với chi phí 58 tỷ rupia, sức chứa của sân vận động Bumiwali khoảng 15.000 khán giả. Do thiếu sân vận động ở Goazopan, Persiwa FC sẽ cùng sử dụng sân vận động Mandala làm sân nhà với Persipura Jayapura. Nằm ở Jayapura, tỉnh Papua, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1950. Sau đó sân vận động đã trải qua 3 lần cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Mandala là 15.000 khán giả. Persiyo FC là một trong 6 tân binh của giải. Sân nhà của họ là sân vận động Letien Haji Sudirman, nằm ở Bojonegoro của tỉnh Đông Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1983. Sức chứa của sân vận động Letien Haji Sudirman khoảng 10.000 khán giả. Geora Bumi Kartini là sân nhà chính thức của câu lạc bộ Persijap. Hiện tại, nó đang được cải tạo, nằm ở Jepara, tỉnh Trung Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2008 với chi phí 12 tỷ rupia. Dự án cải tạo sân vận động Geora Bumi Kartini bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024.
Sức chứa sau cải tạo của sân vận động này là 8.570 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Gelora Bumi Kartini cải tạo, Persijet FC sẽ sử dụng sân vận động Kebon Dalem làm sân nhà. Nằm ở Kendan, tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2005. Sức chứa của sân vận động Kebon Dalem khoảng 6.000 khán giả. Persikabo 1973 là một trong ba câu lạc bộ mới rớt hạng từ Liga 1. Sân nhà của họ là sân vận động Pakansari, nằm ở Bogor, tỉnh Tây Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2014, với chi phí xây dựng 803 tỷ rupiah Indonesia. Gần đây sân vận động đã được cải tạo, sức chứa của sân vận động Pakansari là 30.000 chỗ ngồi. Sân vận động Persikos là sân nhà của tân binh cùng tên, nằm ở Subang, tỉnh Tây Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1948. Sức chứa của sân vận động Persikos khoảng 1.500 khán giả. Tân binh tiếp theo là Persikota, sân nhà của họ là sân vận động Benteng Ribon, nằm ở thành phố Tangerang, tỉnh Banten. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1987 đến 1989. Sân vận động sau đó được cải tạo từ năm 2020 đến 2022 với chi phí 31 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Benteng Ribon là 7.500 chỗ ngồi. Persitu FC cũng là tân binh của Liga 2. Sân nhà của đội bóng này là Vegu Wetan, nằm ở Kudu, tỉnh Trung Java. Sân vận động này được cải tạo làm nhiều đợt từ năm 2018 đến 2022 với kinh phí 80 tỷ rupiah. Hiện tại sân vận động cũng đang được cải tạo với chi phí 2,6 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Vegu Wetan khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Joyokusumo là sân nhà của câu lạc bộ Persipa, nằm ở Pati, tỉnh Trung Java. Sân vận động đa năng này đã trải qua 3 lần cải tạo với tổng chi phí 36,5 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Joyokusumo khoảng 2.000 khán giả. Sân vận động Gawa Lise là sân nhà của câu lạc bộ Persipan, nằm ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1990, sau đó được cải tạo vào năm 2022. Sức chứa của sân vận động Gawa Lise khoảng 4.000 khán giả. Câu lạc bộ Persilaha sẽ sử dụng hai sân vận động làm sân nhà tại Liga 2 mùa này. Đó là sân vận động Harapan Bangsa và Haji Dimyutala. Hiện tại, cả hai sân vận động đều đang được cải tạo cho tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2024. Nằm ở thành phố Banda Aceh của tỉnh Aceh, sân vận động Harapan Bangsa được xây dựng từ năm 1991 đến 1997. Sân vận động đã trải qua hai lần cải tạo. Dự án cải tạo sân vận động Harapan Bangsa hiện tại được bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Với chi phí 324,56 tỷ rupiah, sau cải tạo sức chứa của sân vận động Harapan Bangsa là 17.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persiraha là Haji Dimyutala, cũng nằm ở thành phố Banda Aceh của tỉnh Aceh. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1957, sau đó được cải tạo vào năm 2018. Dự án cải tạo sân vận động Haji Dimyutala hiện tại được bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Với chi phí khoảng 84,1 tỷ rupiah, sau cải tạo, sức chứa của sân vận động Haji Dimyutala là 8.000 chỗ ngồi. Sân vận động Mandala Krida là sân nhà của câu lạc bộ PSIM Yogyakarta, nằm ở thành phố Yogyakarta của đặc khu Yogyakarta. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1976 đến 1978.
sau đó cải tạo toàn diện vào năm 2013 với chi phí 158 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Mandala Krida khoảng 17.500 khán giả. Sân nhà của Sriwijaya FC là sân vận động Gelora Sriwijaya. Trong thời gian sân vận động Sangkuriang được cải tạo, câu lạc bộ PSKC Cimahi sẽ sử dụng sân vận động Gelora Sriwijaya làm sân nhà cùng với Sriwijaya FC. Nằm ở thành phố Palembang của tỉnh Nam Sumatra, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2001 đến 2004. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2017 và 2021. Sức chứa của sân vận động Gelora Sriwijaya là 23.000 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Teladan được xây dựng lại, sân nhà của PSMS là sân vận động Bahaweddin Sirega. Nằm ở Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1971, sau đó cải tạo vào năm 2000. Sức chứa của sân vận động Bahaweddin Sirega khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động Kaharudin Nasution Rumbai là sân nhà của câu lạc bộ PSPS. Nằm ở thành phố Pekanbaru của tỉnh Riau, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1980, sau đó cải tạo vào năm 2011. Sức chứa của sân vận động Kaharudin Nasution Rumbai khoảng 15.000 khán giả. Sân vận động Antung Suropati là sân nhà của câu lạc bộ mới xuống hạng từ Liga 1, Ran Nusantara. Nằm ở thành phố Pasuruan của tỉnh Đông Java, sân vận động này có sức chứa khoảng 2.000 khán giả.